tranh về cánh đồng. Bao nhiêu nghĩa tình như dòng sông chẳng cạn, dẫu nước chảy non mòn muối còn mặn gừng cay. Như trăng rằm sáng soi suốt đời con chẳng mơ. Lại về nghe bầy chim ngôi hót vô tư trên phố nhà, cây bàng đang mùa khoe khoang. Đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học cơ sở Trực Thái và đón nhận huân chương lao động hạng ba, phác họa đôi nét sáng ngời về quê hương đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định nói riêng. Lòng lòng hồn quê trước dòng sông tôi, người con châu thổ bàn chân sầm đất cõi lòng đắm đắm trong sâu xa căn nguồn thăm thẳm. Có một miền có dòng sông ngóng trông vây gọi đó. Về vầng trăng
trong ca dao thuở nào thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la vầng trăng vàng lục bát ai mang xẻ làm đôi. Áo trắng bay vào trong giấc mơ tôi. Tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối đi dùng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá buồn đổ. Cho anh quên đi lạnh giá, vỡ tan rồi anh chẳng nói.